Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái tháng cô hồn năm 2024, Giáp Thìn. Thì một câu hỏi đặt ra là gì? Tháng cô hồn nó là tháng mấy? Nó tính theo âm lịch hay dương lịch? Nguồn gốc ý nghĩa của tháng cô hồn như thế nào? Thưa quý vị, thì trong số chúng ta ai cũng đã biết, đấy, theo dân gian ấy, thì tháng cô hồn là cái thời điểm mà cô hồn lang thang trở lại nhân gian, đúng không ạ? Vậy thì mọi người thường đặt ra câu hỏi là tháng cô hồn là tháng mấy và nó diễn ra từ ngày nào đến ngày nào. Nếu mà bình thường ấy, mà xét theo cái lịch ấy, như Tử Thông chia sẻ đấy, nếu mà chúng ta chỉ xem lịch thôi, nếu mà chỉ xem lịch thôi mà chúng ta phán là tháng cô hồn vào ngày nào ấy, thì có lẽ là video chúng ta nên dừng ở đây, đúng không ạ? Nhưng mà ấy, để biết được cái tháng cô hồn nó khởi từ ngày nào và nó cụ thể là ngày mùng mấy, thì chúng ta lại phải dựa thêm vào cái tiết khí nữa. Đâm ra khi mà chỉ xem đơn thuần như thế này thôi, chỉ xem đơn thuần là cái lịch thôi, thì chúng ta không thể nói rõ được là tháng cô hồn vào tháng mấy và nó cụ thể vào ngày nào, mà chúng ta phải dựa vào cái lịch tiết khí nữa, thì chúng ta mới có thể luận đoán được xem nó là ngày nào với khoảng thời gian nào để chúng ta tiến hành những cái điều kiêng kỵ, cũng như những cái lễ cúng, vậy cũng như là gì, tiến hành tránh những cái việc làm quan trọng trong thời gian này. Thì theo quan niệm của dân gian ấy, tháng cô hồn là cái tháng 7 âm lịch hàng năm và nó được tính theo cái lịch âm chứ không phải là lịch dương. Mọi người nhớ nhá, tính theo lịch âm không phải là lịch dương. Và xét theo ý nghĩa thì cô hồn ở đây là được hiểu là những cái vong hồn cô độc, không có người thờ cúng, không có chốn dung thân. Tháng cô hồn tức là cái tháng mà cô hồn được phép quay lại dương gian. Thực ra ấy, đó là vì trong tháng cô hồn, theo quan niệm của dân gian ấy, Diêm Vương cho phép mở cái cửa địa ngục, các vong hồn được xá tội về lại chốn dương gian để thăm lại người thân, con cháu. Những vong hồn có người thờ cúng thì sẽ về nhà mình, còn các vong hồn cô độc kia thì phải vật vờ lang thang ở ngoài đường. Người dân thường làm lễ cúng cô hồn để cúng dường cho những cái vong linh không nhà không cửa, hoặc là không người thờ cúng, không nơi nương tựa để an ủi cái vong linh, tránh vong linh quấy nhiễu, phá hoại cái việc của gia đình. Và cái tháng cô hồn năm 2024 ấy, tức là cái tháng 7 âm lịch nhá, cái tháng 7 âm lịch thì nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 8 dương lịch, đúng không ạ? Đến ngày mùng 2 tháng 9, 2 tháng 9 dương lịch. Đúng ạ. Dương lịch, đó. Tức là từ ngày khởi mùng 1 này, mùng 1 tháng 7 này đến ngày 30 tháng 7. Tuy nhiên thì cái tháng cô hồn không chỉ dừng lại ở đây, đấy. Mà chúng ta phải xét về cái tiết khí nữa. Thì cái tiết khí của cái tháng 7 âm lịch ấy, nó sẽ gồm hai cái tiết khí, đó là tiết lập thu và cái tiết xử thử, đúng không ạ? Thì tiết lập thu nó khởi từ ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch, đúng không ạ? Tức là nó sẽ rơi vào cái ngày là ngày mùng 4 tháng 7 đấy, mùng 4 tháng 7 âm lịch. Đến ngày gì? Đến ngày mùng 6 tháng 9 nhá, mùng 6 tháng 9 dương lịch năm 2024 ấy, tức là nó sẽ rơi vào ngày gì? Nó sẽ rơi vào cái ngày là mùng 4 tháng 8 âm lịch. Đó. Thì đây là cái thời điểm mà của cái tháng cô hồn. Đó. Vậy là quý vị nhớ nhá, cái tiết khí của tháng 7 nó gồm tiết lập thu, đúng không? Lập thu thì khởi từ ngày mùng 7 tháng 8 này, tức là tương đương với ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch ấy, còn cái tiết xử thử thì nó sẽ kết thúc từ ngày mùng 6 tháng 9. Đấy. Tức là rơi vào ngày 4 tháng 8. Thì đây là cái thời điểm mà diễn ra cái tháng cô hồn. Đó. Vậy nên quý vị hãy lựa chọn những cái thời điểm thờ cúng sao cho hợp lý, cũng như là những cái điều kiêng kỵ cần làm để gì có được những cái may mắn và hanh thông. Thưa quý vị, vậy thì tại sao tháng 7 âm lịch lại được gọi là cái tháng cô hồn? Thì ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị để quý vị cùng được biết, nắm rõ hơn về cái vấn đề này để chúng ta tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. Thì theo lời ông cha truyền lại, người Việt của chúng ta tin rằng con người sau khi chết đi sẽ bị Diêm Vương phán xử. Nếu mà khi còn sống là người tốt, làm nhiều việc thiện thì sẽ sớm được đầu thai sang kiếp khác. Còn nếu như mà làm kẻ ác, làm nhiều việc xấu thì sẽ bị đẩy xuống địa ngục, chịu cái sự tra tấn để đền tội cho kiếp trước. Thậm chí nếu mà tội nghiệp quá lớn thì sau đó sẽ trở thành ma quỷ, mãi mãi không được đầu thai mà lang thang khắp chốn để quấy nhiễu người thường. Từ đó người Việt ta có tục lệ là cúng cô hồn. Và cái tháng cô hồn như Tử Thông chia sẻ ấy, đây nó bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái năm 2024 ấy, thì nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch đến ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch, quý vị nhé. Đó, thì đấy là thời điểm tháng cô hồn. Còn dương lịch nó rơi vào ngày mùng 7 tháng 8, tức là ngày mùng
mùng 7 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9. Đó. Theo cái nguồn gốc của đạo giáo thì cái tục thờ cúng cô hồn bắt nguồn từ người cổ Trung Hoa. Theo truyền thuyết kể lại, vào cái tháng 7 âm lịch, cụ thể là từ ngày mùng 2 tháng 7 thì Diêm Vương sẽ lệnh cho mở cửa quỷ môn quan. Đến rằm tháng 7 thì cho phép tất cả ma quỷ được thoát khỏi cái xiềng xích, trở về lại cái chốn dân gian. Đến 12 giờ đêm của ngày rằm tháng 7 ấy, thì cái quỷ môn quan sẽ đóng lại, tất cả ma quỷ phải quay trở lại địa ngục để mà tiếp tục chịu cái nghiệp kiếp của mình. Vì lẽ đó mà người ta nói rằng cái tháng 7 âm lịch trên dương gian có rất nhiều ma quỷ đói lang thang ở ngoài đường, nên là phải cúng cháo, gạo, muối để mà hối lộ, mong chúng không quấy phá, không đói khát mà quấy nhiễu cái cuộc sống của mọi người. Và ở Việt Nam ấy, thì cái tục lệ cúng cô hồn kéo dài suốt trong tháng 7 âm lịch. Theo quan niệm của người Việt thì trong cái tháng cô hồn, cái việc cúng chúng sinh không chỉ để không bị ma quỷ nó quấy nhiễu, mà còn mang cái tâm thiện đấy, muốn làm phúc cho chúng sinh, mong rằng những cái cô hồn dã quỷ vất vưởng ở trong những ngày này ít nhất cũng được an ủi phần nào, được ăn no, ăn ngon, mặc đẹp, đúng không ạ? Cái điều này nó thể hiện cái tính nhân văn rất là cao trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Người ta không xa lánh, xua đuổi những kẻ đã từng gây tội ác mà vẫn mở rộng vòng tay, đúng không ạ? Cho chúng được gì? Hưởng cái hơi ấm của tình thương. Với cái ngày lễ xá tội vong nhân thì dân tộc Việt Nam còn thể hiện cái phẩm chất và cái cốt cách của mình khi mà giữ cái nguyên tắc rằng con người đã gây nên tội lỗi thì sẽ phải chịu cái sự trừng phạt vì cái tội ác của mình, song vẫn rất nhân đạo khi mà cho họ một cái ngày được hối lỗi, được xá tội để đỡ đi cái phần nào cái khổ cực, cái đau đớn, cho họ cái niềm tin để họ sửa chữa những cái sai lầm. Về ngày xá tội vong nhân ấy, thì trong tháng cô hồn người ta còn truyền miệng cái câu chuyện của Phật giáo ấy, truyền kể rằng Đức Phật A Di Đà, một trong những cái đại đệ tử của Phật tổ ấy, một hôm đang ngồi thiền thì thấy một con ngạ quỷ, tức là quỷ đói ấy, người gầy quắt đấy, cổ dài ngoằng, lưỡi thè dài đấy, miệng thì nhả ra lửa. Con quỷ nói với Ananda rằng 3 ngày nữa ông sẽ chết và cũng sẽ trở thành một con quỷ miệng lửa đó. Muốn tránh cái họa này thì phải bố thí cho lũ ngã quỷ mỗi kẻ một hộp đồ ăn, lại cúng dường cho Tam Bảo để chúng sinh được tái sinh. Bản thân A Di Đà cũng nhờ đó mà được tăng thêm cái tuổi thọ. Tôn giả A Di Đà đem kể lại với Đức Phật thì ngài bèn đưa cho ông một cái bài chú để tụng đấy, trong cái lễ Tam Bảo, cầu cho lũ quỷ đói kia được siêu thoát. Từ đó về sau, cái chuyện này được lan truyền trong dân gian và dần dần thành cái tục lệ cúng cầu phúc cho vong nhân nói chung ấy, hay còn gọi là gì, lễ xá tội vong nhân. Thì đây cũng là cái việc thể hiện lòng thương, lòng vị tha của những người còn sống với những người xưa đã không còn, tha thứ cho những lỗi lầm của họ đã gây ra trong quá khứ. Có nhiều cái điều cấm kỵ trong tháng 7 âm lịch, nhưng mà từ xưa thì người ta đã truyền nhau về những cái điều kiêng kỵ trong cái lễ cúng cô hồn, như là gì, không được treo chuông gió đầu giường vì dễ gọi ma quỷ về nhà, đi đêm thì cũng không được gọi tên thật vì sợ ma quỷ nghe thấy mà gì giả làm mình, cũng không được chụp ảnh buổi tối vì sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy, vân vân. Thì trong tháng cô hồn ấy, theo quan niệm của người dân gian thì đây là cái tháng xấu, tháng đen đủi, cũng không thích hợp để làm các chuyện lớn, chuyện đại sự như là cưới vợ, xây nhà hay là cầu tài lộc, vân vân, vì nó sẽ gặp những điều xui xẻo. Thưa quý vị, một cái điều mà người ta vẫn sợ nhất trong cái tháng cô hồn đó là ngạ quỷ, quỷ đói. Đó là cái nỗi sợ kinh hoàng nhất trong cái tháng cô hồn. Thì người ta truyền rằng trong cái tháng cô hồn trên dương gian có rất nhiều hồn ma nó vất vưởng, cũng có không ít những cái ma quỷ xấu đến quấy nhiễu người thường, mà trong số đó là quỷ đói, ngạ quỷ, hay còn gọi là gì, quỷ đói, chính là cái nỗi sợ kinh hoàng nhất của mọi người. Trong các thuyết của Phật giáo thì ngạ quỷ được cho là một cái dạng gì, một dạng tái sinh của con người sau khi chết đi. Phải biết rằng nếu mà làm nhiều việc tốt, việc thiện thì con người chết đi sẽ được đầu thai sang kiếp khác. Xong, nếu mà khi còn sống lại làm nhiều cái điều xấu, gây những cái chuyện độc ác, thất đức thì sẽ bị đẩy xuống 9 tầng, thậm chí là 18 tầng địa ngục và bị chịu tra tấn đau đớn, nhẹ thì đầu thai sang kiếp khác làm súc sinh, còn nặng thì bị giày vò, nhục mạ và gì, mãi mãi không được siêu thoát. Trong dân gian còn có một cái sự tích khác về cái ngạ quỷ nữa. Chuyện kể rằng ngày xưa có một gia đình vô cùng là giàu có và sung túc.
họ giàu lên nhờ bán nước, nước mía. Một hôm, có một nhà sư xin nhà đó nước mía để gì chữa bệnh cho chúng sinh. Người chồng vắng nhà, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò vợ phải tiếp đãi sư ân cần chú đáo. Xong, bà vợ kia là kẻ tham lam và nổi tiếng là keo kiệt trong vùng, nên là mặc kệ lời căn dặn của ông chồng, bà làm ngược lại. Bà ta sợ cho nhà sư nhiều nước mía thì sẽ hụt vốn của nhà mình, bèn đi tiểu vào cái bát rồi đem trộn vào với nước mía. Nhà sư vốn là tinh thông nên biết chuyện, ông không nói gì mà chỉ đổ bát nước mía đi và trở về. Sau này bà vợ sau khi chết ấy, do là tội lỗi gây ra khi còn sống quá nhiều nên là bị đầu thai thành quỷ đói, lúc nào cũng phải sống trong cảnh đói khát ở những nơi mà nhấp nhúa bẩn thỉu để mà sám hối cho những cái lỗi lầm ở kiếp trước của mình. Một cái truyền thống nữa về cái ngày Tết Tháng Cô Hồn ấy, đó là một cái lễ cực kỳ quan trọng, là gọi là cái lễ gì, lễ Vu Lan báo hiếu. Thì trong tháng 7 âm lịch có hai cái lễ lớn, đó là lễ Vu Lan và lễ cúng cô hồn. Về ý nghĩa thì đây là hai cái lễ hoàn toàn khác nhau quý vị nhé. Cái lễ cúng cô hồn thì nó được biết đến là như Tử Thông đã chia sẻ ở trên ấy, là để dành cho cô hồn ngã quỷ. Còn lễ Vu Lan lại gắn với cái chuyện đấy là báo hiếu của Đức Mục Kiền Liên đó. Như quý vị đã biết ấy, Mục Kiền Liên là một trong những đệ tử của Đức Phật. Ông đã có nhiều năm tu luyện và cũng có nhiều cái phép thuật thần thông. Mẹ mất sớm, ông đi theo Đức Phật đã lâu. Xong trong lòng vẫn nhớ mẹ khôn nguôi. Một hôm ông muốn xem mẹ mình chết đi sống có tốt hay không, nên đã dùng mắt thần để tìm mẹ. Không ngờ cái cảnh ông nhìn thấy lại vô cùng đau đớn. Ông thấy mẹ mình bị nhốt dưới địa ngục, còn phải chịu đầu thai thành quỷ đói vì kiếp trước lỡ gây cái nghiệp ác. Mục Kiền Liên thấy vậy mà đau xót, thương mẹ phải chịu cảnh đói khát khổ cực, nên đã dùng phép thuật của mình để lén đưa cơm xuống địa ngục dâng cho mẹ. Bà Thanh Đề, mẹ của ông nhịn đói lâu ngày thì không chịu được, thấy bát cơm liền dùng một tay che lại khi mà ăn. Bà sợ các cô hồn khác nhìn thấy ăn tranh phần. Thấy bà vẫn còn lòng tham sân si nên Diêm Vương đã trừng phạt bằng cách là gì, hóa bát cơm thành lửa đỏ. Bà đã gì đưa bát cơm lên miệng và không thể ăn được, bỏ xuống lại nhìn thấy bát cơm như bình thường. Mục Kiền Liên thương mẹ bèn cầu xin Đức Phật nghĩ cách để cứu giúp mẹ mình. Đức Phật dặn rằng ác nghiệp của bà ấy để quá nặng, một mình Mục Kiền Liên không thể nào cứu được mẹ mà phải nhờ đến cái chư tăng khắp mười phương cùng hợp lực thì mới mong có được cái thành công. Vào ngày rằm tháng 7 âm lịch ấy, nhân lúc chư tăng mãn hạ sau 3 tháng an cư kiết hạ, thì ông phải sửa một cái lễ đặt ở trong chiếc chậu để mà dâng cúng. Nhờ chư tăng cầu phúc, ông lại phải gì thành khẩn cúi xin thì mới có thể cứu được cái vong nhân được siêu thoát khỏi cái chốn địa ngục tối tăm. Mục Kiền Liên thành tâm nghe cái lời Phật dạy, làm theo lời Đức Phật căn dặn. Sau đó ông không những cứu được mẹ mình mà còn giải thoát được cho những cái vong hồn bị giam cầm ở nơi địa ngục tối tăm. Kể từ đó cái tháng 7 hàng năm được gọi là cái mùa hiếu hạnh, còn gọi là cái dịp gọi là xá tội vong nhân. Tức là gì, xá tội, thả tự do cho các vong hồn. Trong tháng cô hồn thì người dân thường lập đàn để cầu siêu hoặc làm lễ cúng bố thí cho các cô hồn, các vong hồn không có người thân, để họ được giải cứu, thoát đói, thoát khổ, cũng mong gì họ phù hộ cho mình được bình an. Từ đó về sau, theo lời Phật dạy, thì các Phật tử muốn báo hiếu cho các đấng sinh thành ấy, đều cử hành cái lễ Vu Lan cầu siêu cho cha mẹ và cầu chúc giải thoát được cho các vong hồn. Nguồn gốc tuy có khác nhau, nhưng mà hai cái lễ lớn trong cái tháng cô hồn tháng 7 âm lịch ấy, thì đều mang cái ý nghĩa nhân văn cao cả, để cao cái lòng hiếu thảo, báo hiếu đến công ơn của cha mẹ cũng như là những người đã khuất đấy, và không để cho những vong linh phải chịu cái cảnh đói khát nữa. Thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra là trong cái lễ cúng cô hồn ấy, thì sẽ gồm những lễ cúng nào trong cái tháng 7 âm lịch? Thưa quý vị, thì trong tháng 7 âm lịch thì đầu tháng chúng ta có lễ gì? Lễ cúng ngày mùng 1 tháng 7, đúng không ạ? Là ngày khởi đầu của tháng cô hồn. Tiếp theo là chúng ta lại đến cái lễ là rằm tháng 7. Thì trong rằm tháng 7 có hai lễ. Một là cái lễ cúng cô hồn thì có thể diễn ra trước cái rằm tháng 7. Đấy. Thì chi tiết cái ngày cúng và cái giờ cúng cô hồn ấy thì Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Đó. Và một cái lễ nữa, đó là cái lễ cúng Vu Lan báo hiếu. Ở trong tháng cô hồn có hai cái lễ được tổ chức vào tháng 7, đó là lễ xá tội vong nhân và lễ Vu Lan. Đây là hai cái lễ hoàn toàn khác nhau, chúng ta không được nhầm lẫn nhé. Lễ xá tội vong nhân là để cái lễ cúng cho các vong hồn, còn lễ Vu Lan là báo hiếu cha mẹ ông bà. Hai lễ này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
nhưng cùng được tiến hành vào cái tháng 7 âm lịch. Cả hai lễ này đều được tiến hành một cách long trọng, tổ chức ở các vùng miền. Tuy nhiên, do văn hóa vùng miền khác nhau, nên ấy, thường thì người miền Bắc cúng cô hồn và chú tâm đến cái ngày xá tội vong nhân. Còn người miền Trung, miền Nam lại gì đề cao cái lễ Vu Lan báo hiếu và gì coi đó là một ngày lễ lớn trong năm. Lễ cúng cô hồn hàng năm được xem như là một cái tục lệ đầy tính nhân văn. Người Việt không chỉ thờ cúng tổ tiên, gia tộc nhà mình mà còn thương xót cho các vong hồn cô độc không nơi nương tựa, nên là mới có lễ cúng này. Mục đích của lễ cúng là để cầu siêu cho các vong hồn mau tìm được cái chốn đầu thai, không còn chịu cảnh lang thang vất vả ở chốn nhân gian nữa. Ở Việt Nam thì cái lễ cúng tháng 7 âm lịch sẽ được tiến hành ở đình đền miếu phủ chùa chiền trước rồi mới tiến hành là gì, sau đó mới về nhà cúng. Đặc biệt lễ cúng tháng 7 âm lịch sẽ được làm vào ban ngày, nhất là gì lễ cúng cô hồn ấy, thì người ta thường làm vào cái buổi chiều đấy, trước cái thời điểm mặt trời lặn để mà cúng, vì sau thời điểm mặt trời lặn ấy, thì âm khí nó quá nặng, nó không có lợi cho gia chủ. Mâm cúng cô hồn hay còn gọi là mâm cúng chúng sinh ấy, thì cũng không làm trong nhà, nơi mà có bàn thờ tổ tiên, chúng chủ yếu là sẽ bày ở trước cửa hay là trước sân hay là trước vỉa hè, trước ban công. Cúng cô hồn thì nên dâng lễ chay hay là lễ mặn? Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm, đúng không ạ? Đồ lễ cúng chúng sinh thường là chúng ta sử dụng đồ chay như là gì? Quần áo vàng mã cúng chúng sinh, đúng không ạ? Hoặc là cốc gạo, cốc muối. Đó, sau đó là gì? Chúng ta sử dụng khoai, sắn, bỏng ngô, vân vân, bắp, rượu, tiền vàng để chúng ta cúng cô hồn. Đó. Đó là toàn bộ cái ý nghĩa và cái lễ cúng cô hồn trong tháng 7 âm lịch năm 2024. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích phần nào cho quý vị hiểu thêm về cái lễ cúng cô hồn, để quý vị có thể là gì yên tâm mà thực hiện cái lễ cúng mà không phải lo ngại bất kỳ điều gì. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.